Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 7, một vụ tai nạn máy bay kinh hoàng đã xảy ra ở đảo Jolo, ở tỉnh Sulu, miền nam Philippines. Tham mưu trưởng Không quân Philippines đã xác nhận sự việc. Ông thông báo rằng chiếc máy bay chở ít nhất 85 người. Ngày 4 tháng 7, Tham mưu trưởng Không quân Philippines cho biết một chiếc máy bay quân sự của nước này chở theo 85 người đã rời. Chiếc máy bay quân sự chở ít nhất 85 người rơi vào lúc 11:30 ngày 4 tháng 7 ở Bribaka, Patiku, Sulu của miền nam Philippines. Một quan chức địa phương cho biết 40 người đã được cứu ra khỏi đống đổ nát từ vụ rơi chiếc máy bay C-130 khi nó cố gắng hạ cánh xuống đảo Jolo ở tỉnh Sulu. Tướng Cirilito Sobejana, người đứng đầu lực lượng không quân nói, đội ứng phó đang ở hiện trường, chúng tôi đang cầu nguyện có thể cứu được thêm nhiều người sống sót hơn. Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc máy bay bốc cháy và nhiều nạn nhân nằm trên mặt đất, những người có mặt tại đó vẫn đang cố gắng dập lửa. Chiếc máy bay C-130 của Không quân Philippines với số đuôi 5125 chở binh lính từ Cagayan de Oro. C-130 là loại máy bay vận tải hạng trung 4 động cơ phản lực cánh quạt và là loại máy bay không vận chiến lược của nhiều lực lượng quân sự trên thế giới, hơn 40 kiểu và biến thể đã hoạt động trên 50 quốc gia. Kính thưa quý vị, Đức sẽ cho phép kết hợp tiêm liều đầu bằng vaccine AstraZeneca và liều 2 bằng một loại vaccine công nghệ mRNA như là Pfizer hoặc là Moderna. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn khi thông báo các biện pháp nhằm hiệu quả chương trình tiêm phòng COVID-19 chống lại làn sóng có thể sắp xảy ra do biến thể Delta. Ủy ban về vaccine của Đức cho biết là theo các kết quả nghiên cứu hiện tại, phản ứng miễn dịch do tiêm kết hợp vaccine AstraZeneca với một loại vaccine mRNA mang lại hiệu quả bảo vệ vượt trội chống lại biến thể Delta. Ủy ban này khuyến nghị liều 2 của vaccine mRNA, tức là Pfizer hoặc Moderna, được tiêm cách 4 tuần trở ra sau liều thứ nhất của vaccine AstraZeneca. Bộ trưởng Y tế Đức cũng thông báo Đức có đủ mọi loại vaccine để người dân có thể tiêm trộn hoặc tiêm củng cố liều thứ 3 của vaccine AstraZeneca vào mùa thu. Du lịch quốc tế đang dần được khôi phục khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã mở cửa, còn một số khác đang lên kế hoạch để đón khách ngay trong năm nay. Những điểm đến hàng đầu thế giới tại Pháp, Tây Ban Nha hay là Italia đã mở cửa du lịch quốc tế. Còn tại châu Á, Phuket đã đón những vị khách đầu tiên và Bali cũng sẵn sàng những kế hoạch đón khách nước ngoài sau thời gian dài đóng cửa. Tuy nhiên, du lịch quốc tế trong giai đoạn bình thường mới đòi hỏi sự thận trọng cả ở du khách và các điểm đến. Ngày 1 tháng 7, 249 du khách quốc tế đã đặt chân tới Phuket, thiên đường nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Họ sẽ lại được tận hưởng mùa hè mà không cần dành nhiều ngày trong khu cách ly. Việc mở cửa chỉ diễn ra sau khi tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Phuket là hơn 60%, trong khi tỷ lệ mắc COVID-19 tại hòn đảo này cũng giảm đáng kể. Chúng tôi đã đợi ngày này 18 tháng trời, nhưng không sao, chúng tôi đã đặt được chân đến đây. Để đến được đây, tôi đã phải khá vất vả với mớ giấy tờ xin nhập cảnh. Tôi hy vọng các nơi khác trên thế giới cũng tổ chức xét nghiệm và tiêm phòng được như ở đây để có nhiều lựa chọn hơn cho du khách. Trước khi lên máy bay đến Thái Lan, du khách phải có đủ 4 loại giấy tờ, gồm giấy chứng nhận nhập cảnh, giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 không quá 72 giờ trước chuyến bay, bảo hiểm COVID-19 có hạn mức chi trả ít nhất 100.000 đô la Mỹ, bằng chứng thanh toán tiền ăn ở và xét nghiệm COVID-19 và giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa COVID-19 đủ liều ít nhất 14 ngày trước. Không chỉ Thái Lan, các quốc gia đã mở cửa cho du khách quốc tế cũng áp dụng quy định tương tự như trên, coi đây là yếu tố tiên quyết cho một chuyến du lịch nước ngoài trong giai đoạn bình thường mới. Bên cạnh các tiêu chuẩn để nhập cảnh, các quy tắc về phòng chống dịch cũng được thực hiện đồng thời. Ví dụ như tại Pháp, việc đeo khẩu trang là bắt buộc cả trong nhà và bên ngoài. Các nhà hàng chỉ sử dụng 50% công suất, còn khu vực ngoài trời được mở 100% với bàn tối đa 6 người. Đặc điểm chung của các kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế là tính linh hoạt cao, nhằm thích ứng nhanh chóng với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Ví dụ, áp dụng các bong bóng du lịch giúp dễ điều chỉnh và giảm áp lực hơn việc mở cửa toàn bộ. Không chỉ dừng lại ở mặt tổ chức và kiểm soát dịch bệnh, nhiều nước triển khai các chương trình khuyến mại để du khách có những trải nghiệm tốt nhất, thậm chí sử dụng vaccine để thu hút du khách. Tuy nhiên, việc mở cửa đón khách quốc tế vẫn tương đối phức tạp về thủ tục, hạn chế về điểm đến và tiềm ẩn nhiều phiền toái cho khách du lịch. Chẳng hạn tại châu Âu, mới chỉ có 12 trên 27 quốc gia thành viên EU chấp nhận sử dụng hộ chiếu vaccine kỹ thuật số. Hay như tại Thái Lan, việc nhiều doanh nghiệp vẫn đóng cửa do dịch bệnh cũng khiến du khách có ít lựa chọn trải nghiệm so với trước đây.
Du khách tới đây sẽ thấy cảnh nhiều tòa nhà được giao bán, giao cho thuê, cửa hàng dịch vụ và quán cà phê đóng cửa. Nó thực sự không phải là những gì họ mong muốn trông thấy trong chuyến đi của mình. Trong báo cáo mới nhất tháng 5 năm 2021, Tổ chức Du lịch Thế giới nhận định rằng hiện nay đang có quá nhiều hình thức và yêu cầu nhập cảnh giữa các quốc gia. Việc thiếu sự phối hợp với các giao thức chung sẽ gây khó khăn cho sự phục hồi của du lịch quốc tế. Mỹ đã bắt đầu mở bán phiên bản sáng tạo nghệ thuật kỹ thuật số độc quyền NFT, mã nguồn của World Wide Web tức là mạng lưới toàn cầu, với mức giá khởi điểm là 5,4 triệu đô la. World Wide Web đã được nhà khoa học máy tính người Anh là Tim Berners-Lee phát minh cách đây 30 năm, mở đường cho mạng lưới Internet ngày nay. Cuộc đấu giá sẽ kéo dài trong một tuần và người mua có thể sở hữu phiên bản hình động của mã nguồn gần 10.000 dòng và một bức thư của nhà khoa học Tim Berners-Lee. NFT là tên gọi tắt của một sản phẩm kỹ thuật số như bức tranh, bức ảnh, những hình ảnh động hay một bản nhạc hoặc video được chứng thực dựa trên công nghệ chuỗi khối blockchain. Công nghệ đã tạo nên tiền điện tử. NFT là loại tài sản mang tính độc nhất, không thể thay thế, không thể sao chép hay làm giả. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan cùng đối tác Trung Quốc InVision đã vừa công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy khổng lồ chuyên sản xuất pin xe điện tại Anh. Quyết định trên nằm trong kế hoạch phát triển thị trường xe điện châu Âu của Nissan trong bối cảnh EU cũng đang tìm cách thu hút những doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản đến nước mình để mở nhà máy sản xuất pin nhằm đáp ứng nhu cầu. Khoản đầu tư gần 1,4 tỷ đô la Mỹ của Nissan vào nhà máy pin đặt tại Anh chính là màn đặt cược lớn của hãng sản xuất ô tô Nhật Bản vào thị trường xe điện. Đây là sự kiện mới nhất trong làn sóng chuyển đổi công nghệ, buộc các gã khổng lồ trong ngành công nghiệp ô tô phải chạy đua để đảm bảo nguồn cung pin cho các dòng xe chạy điện. Quyết định này có ý nghĩa rất lớn. Nó thể hiện sự tin tưởng mà công ty, chính phủ và các đối tác dành cho nhà máy trong vòng 10 năm tới. Hành trình mới này biến hôm nay trở thành một ngày tuyệt vời. Nhà máy pin với tổng công suất tương đương 9 GWh được kỳ vọng có thể cung cấp pin cho hơn 100.000 xe điện Nissan mỗi năm, đồng thời tạo ra 6.200 việc làm mới trong chuỗi cung ứng của Anh. Nếu thuận lợi, nhà máy thậm chí có thể được nâng công suất lên tới 35 GWh, hướng tới mục tiêu xuất khẩu pin sang một số quốc gia, trong đó có châu Âu. Theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, quyết định đầu tư này của Nissan chính là lá phiếu tín nhiệm quan trọng cho nước Anh, cũng như lực lượng lao động tại quốc gia này. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Anh. Chỉ tính riêng trong siêu nhà máy, Nissan đã có thể tạo ra khoảng 900 việc làm và hàng nghìn nhân lực cho chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các chính sách hậu Brexit cũng khiến các nhà đầu tư Nhật Bản lo lắng bởi từ năm 2027, ít nhất 55% giá trị của một chiếc xe ô tô phải được sản xuất tại Anh hoặc EU mới đủ điều kiện giao dịch trong khối. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà máy sản xuất ô tô ngoại khối như Nissan sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận thị trường châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu lên kế hoạch chi gần 50 tỷ đô la Mỹ tham gia cuộc đua xe điện, đồng thời xây dựng 38 siêu nhà máy sản xuất pin, quyết định của Nissan sẽ tạo thêm đà cho EU bởi các công ty của Hàn Quốc và Nhật Bản được cho là đang sở hữu các hệ thống quản lý mô đun pin tốt nhất, giúp tuổi thọ pin được kéo dài và tối đa hóa năng lượng sử dụng. Nhà sáng lập Blue Origin Jeff Bezos đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ cùng với bà Quân Ly Fang, 82 tuổi, một trong 13 phụ nữ đã vượt qua chương trình đào tạo phi hành gia của NASA vào những năm 1960. Nhà sản xuất hàng không vũ trụ Blue Origin cho biết bà Quân Ly Fang sẽ là người lớn tuổi nhất từng du hành vào vũ trụ. Bà Fang sẽ tham gia chặng bay 10 phút với tư cách khách mời danh dự. Bà Fang đã trải qua khóa đào tạo phi hành gia vào những năm 1960 khi chỉ mới 21 tuổi và là người trẻ nhất trong số 13 phụ nữ vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt như các phi hành gia nam. Tuy nhiên, bà đã không có cơ hội trở thành phi hành gia vì giới tính của mình. Vào thời điểm đó, tất cả các phi hành gia NASA đều là nam giới và phi công thử nghiệm quân sự. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, Jeff Bezos, 57 tuổi, sẽ là tỷ phú ngành vũ trụ đầu tiên trải nghiệm công nghệ tên lửa do chính ông đầu tư phát triển.